Xin chào mọi người, mời mọi người ăn mặn với Thảo nha. Bữa nay Thảo mua hai loại nè, mặn màu này với màu này. Có nhiều loại lắm mọi người, nhưng mà tại vì Thảo thích ăn hai loại này thôi. Bữa nay là mình ăn mặn cuối mùa nha. Hết cái này mình sẽ chuyển qua mình ăn cái trái khác, tại vì bây giờ là chuẩn bị hết mùa rồi. Mời mọi người nha. Nhìn cho trái nè, đã không? Thảo mới rửa xong luôn á, mà nó cũng còn phấn. Trời, nó ngọt. Tại bây giờ cái này nó Thảo lựa dữ lắm luôn á mọi người, mà nó không có cứng, nó mềm không à. Ngọt ngay rồi. Khỏi chấm muối luôn. Thảo hay Thảo thích chua chua chấm muối ăn nó mới đã, nhưng mà không chua. Giờ Thảo sẽ ăn cái này nha. Nó cũng ngọt luôn. Bữa nay là hai cái này cũng ngọt hết trơn hết trời à, khỏi chấm muối. Mấy bữa trước họ mua họ ăn nó còn chua, còn chấm muối. Giờ hết chua luôn à. Mọi người nghe tiếng gì không? Ăn trái này nữa nha. Ngọt quá. Cái này có nước về làm bánh, người ta làm bánh. Cái này anh thích nè, tại vì nó mềm lắm luôn anh. Nhà Hảo là Hảo ăn trái cây cứng chấm muối, còn chồng Hảo là ăn trái cây mềm ngọt. Cho nên cái này chính là anh thích nè, ngọt ngay luôn á. Anh ăn thử ngọt ngay à, ngọt ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye bye.